Cảm ơn các bạn đã chọn xem nội dung trên kênh của mình. Đừng quên nhấn like, share và subscribe trên kênh YouTube cũng như là follow Instagram để cập nhật nhanh nhất những hành trình du lịch sắp tới của mình nha. Hello mọi người. Bây giờ tụi mình đang trên đường đi qua Lau Pa Sat, một cái khu hawker center rất là nổi tiếng luôn, để ăn sa tay. Chỉ duy nhất sa tay. Tại vì hôm qua khi mà mình nói chuyện với hai anh chị mình người bản địa ở đây á, giới thiệu cho mình quá trời món luôn. Xong rồi rốt cuộc nói mình là đừng ăn ở đây, qua Mã Lai ăn tại vì nó rẻ và ngon hơn. Thành ra là vô đây mình chỉ ăn sa tay thử, để biết mà đi qua Mã Lai so sánh thử xem bên nào ngon hơn. Đây, cái Lau Pa Sat của chúng ta đã nào mình. Wow, cái food court này đẹp lắm mọi người. Xuất sắc. Bên này thấy đồ Thái rồi nè, một dãy India bên kia. Rất là mát mẻ. Có laksa đúng không? Có laksa, có rất là nhiều món cơm gà các thứ. Wow. Nhiều chỗ ăn lắm mọi người, rất là nhiều đồ ăn luôn. Bên đây nữa nè, có mì, có fishball, có ẩm thực Ấn Độ, có mì tôm, rau noodle kìa. Có đồ Hàn Quốc, đồ Nhật. Bên đây có cà ri. Ở bên kia cũng là đồ Ấn Độ luôn. Wow, rất là nhiều. Ok, bây giờ mình sẽ đi vòng vòng coi có món nào ngon mình sẽ giới thiệu cho mọi người ha. Chắc chắn là ăn sa tay rồi đó, nhưng mà tự nhiên vô đây thấy nhiều món quá, chắc là sẽ tìm thêm. Đi ra khỏi cái Lau Pa Sat ở phía bên trái thì phải, mọi người sẽ thấy cái sa tay street. Ở đây có rất là nhiều quán luôn, sa tay số 8, sa tay số 7 các thứ. Bây giờ mình sẽ xếp hàng đi xuống dưới xem cái loại nào ngon. Best sa tay số 7 và số 8. Wow. Cả một con đường phía sau là sa tay. Hấp dẫn quá. Trời ơi, xếp hàng rất là dài luôn. Rồi. Thank you. Khi vô đây thì chú sẽ đưa cho mọi người cái menu Best Satay No 7877. Có nhiều set lắm mọi người. Set A thì là 10 cây gà, 10 cây heo, ủa không, 10 cây bò, 10 cây tôm. Rồi set B là 25 cây, set C là 15 cây, set D là 60 cây. 100 cây. Set D là 100 cây, set E là 130 cây và set F là 190 cây. Giá là 28, 44, 70, 104, 40 và 200. Ồ. Hồng Kông booklet được lên báo nhiều lắm luôn mọi người. Hàng chi nó đông nghẹt. Ok, tụi mình sẽ chỉ order set A thôi, tại vì một lát còn đi ăn cháo ếch nữa. Không biết chờ bao lâu đây. Khủng khiếp quá. Tụi mình vừa order xong. Hồi nãy không biết mình có nói lộn không, là nó có 10 cây gà, 10 cây bò với lại 6 cây tôm. Tổng cộng là 26 cây, giá 28 đồng. Mà số của tụi mình đang là số 24. Hồi nãy thấy chú ghi lên tờ giấy là 8:30. Bây giờ là 7:04, bây giờ là 7:50. Ôi giời ơi, vậy phải chờ rồi. Ở đây có rất nhiều tiệm sa tay nha mọi người. Và mình thấy cái tiệm số 7 và số 8 là hai tiệm đông nhất. Cho nên khi đến thì mọi người có thể ăn thử cái tiệm này ha. Tụi mình bây giờ sẽ đi kiếm nước và một vài món khác nữa. Ok,
Trong lúc chờ sao tay thì tụi mình đã ghé vào một quán tên là Minh Giang BBQ Seafood. Ở đây thì mình thấy bán rất là nhiều loại luôn, có cua sốt ớt nè, cua Singapore nè, cua sốt trứng muối nè, cá đuối, rồi tôm, rất là nhiều loại luôn á mọi người. Tại vì cua thì tụi mình định qua Mã Lai tụi mình mới ăn cho rẻ và ngon hơn, cho nên là bây giờ thì tụi mình chỉ ăn cái cá đuối thôi. Hồi nãy đi vòng vòng thấy mọi người ăn cá đuối rất là nhiều. Giá cá đuối là 16 và 20 đô Sing, tụi mình chọn phần 20 đô. Ok, bây giờ sẽ ngồi đây chờ và chờ sa tay nữa, có thể đem sa tay vô đây được nha mọi người. Mình sẽ đi quay thử ở trong nhà bếp cho mọi người coi. Ở đây cua người ta bỏ trong lòng có cột dây ở dưới này luôn, cua tươi. Đây sẽ là món cá đuối mà mình chọn nè. Ở bên kia cũng cá đuối, có mấy con sò huyết, cơm, ồ có rất là nhiều sò luôn. Ở bên đây thì bán cơm cũng là Minh Giang luôn mọi người, có bán các loại cơm nè, nhìn hấp dẫn quá ha. Hello mọi người, cá đuối của mình đã ra được hai miếng như thế này, giá là 20 Singapore đô la, định nói 20 bạc nữa. Và ở đây có cho cái sốt, không biết sốt gì đây. Chưa biết cái này là cái gì mà nghe hình như có mùi tôm tôm ở trong thì phải, và có trái tắc ở đây nữa. Ok, để mình ăn thử cá đuối trước nha. Ở trên đây sẽ là sốt gì đây? Ở trên này sẽ là sốt samba. Ôi, cá đuối rất là tươi và mọng nước, được nướng ở trên cái lá chuối, ở trên có cái sốt samba, xuất sắc luôn á mọi người, ngon quá. Nước nát mê. Wow. Để quay cận cảnh cái chỗ xé cá cho mọi người coi. Mọi người thấy sao? Ui, bóc tối nghi ngút. Miếng cá chất lượng. Bây giờ mình sẽ chấm cho cái này nha. Giận. Cái miếng cá đuối rất là dày và mọng nước luôn mọi người. Mình sẽ chấm lại với cái này. Chưa biết cái này là cái gì nữa nhưng mà nghe mùi khá là mắm tôm hay là mắm tép gì đó. Ngon quá. Bún chua. Ở trong đây có hành tím nữa nha mọi người. Rồi, xuất sắc. Xứng đáng. Món này đáng để thử lắm nha mọi người. Minh Giang nha, gần cái khu vực Satay Street, mọi người nhìn qua là thấy liền. Không biết trái tắc này để làm gì ta? Chắc là dắt vô, dắt lên cái thịt cá đuối. Rồi, có tắc lên cho nó thơm gấp bội. Ôi, thơm thiệt, cái mùi tắc dậy lên liền luôn. Điên lên. Ngon dã man luôn á mọi người. Trong lúc chờ sa tay á thì mọi người mua mấy cái món này ăn cũng ok quá trời luôn nè. Hồi nãy mình có muốn gọi một cái món gọi là sò huyết sốt với lại sốt samba, nhưng mà hôm nay không có làm món đó, chỉ có luộc sò huyết only thôi, cho nên là thôi mình không kêu. Yeah.
Mình sẽ ăn thử miếng cá đuối vừa nặng tắt lên. Đây. Ồ, à thứ này. Yeah. Cá đuối không có xương luôn nha mọi người. Mọi người nặng tắt lên cái nó trung hòa lại cái vị của cái sốt samba á. Ăn rất là ngon và thơm luôn. Wow, xuất sắc quá. Cái này đúng là 10 điểm thiệt nè, 10 điểm. Ôi cái miếng thịt cá. Ngon. Xuất sắc. Lại thử nha mọi người. Nãy giờ mình ngồi đây để ý á, 10 khách vô thì hết 10 khách kêu cái món cá đuối luôn á mọi người. Cua thì chưa thấy ai kêu nha. Tụi mình đang phân vân không biết có nên ăn hay không. Tại vì được mọi người khuyến cáo là nên qua Mã ăn cua hơn là ở bên này, tại vì nó vừa rẻ vừa ngon. Bên đây thì một phần cua là 50 Singapore đô la, là khoảng 600 mấy 700 ngàn một con. Mà không biết con bự hay con nhỏ nữa. Từ tâm thì bắt. Hết trơn luôn rồi mọi người ơi, chưa đầy 5 phút. Tụi mình sẽ chờ sa tay vẫn chưa lên luôn mọi người. Bây giờ đang là 8:10, 20 phút nữa. Tụi mình vừa ăn xong cá đuối thì sa tay cũng đã có. Xuất sắc thiệt chứ. À 24. 24. Ok. Anh đi. Number 24. 24. Thank you. Okay, your friend name. Yes. Ah, from. Pula. Thank you. It's enough. Thank you. Pula, pula. Ôi cái hàng vẫn còn quá là dài. Excuse me. Đây là minh chứng cho cái dĩa cá đuối không còn xương. Quá là ngon. Món tiếp theo, sa tay. Bên đây là gà, dưới đây là bò và bên đây là con tôm. Ôi, tôm to lắm luôn mọi người. Xuất sắc quá, chất lượng quá. Ok, mời mọi người nha. Mình sẽ thử ăn gà trước. Và đây là cái sốt chấm. Cái sốt này chắc chắn là có đậu phộng ở trong đó rồi. Thử nha. Đây là gà nè mọi người, rất là mềm. Để mình ăn thử một cây gà không, coi không có nêm không. Cái thịt gà không này đã có nêm rồi mọi người, ngọt ngọt. Và chấm thêm cái sốt này nữa thì nó béo béo và đậm đà. Xuất sắc. Đây có dưa leo. Chấm vô đây. Rất là ngon luôn. Bây giờ mình sẽ thử tới bò. Bò rất là mềm và cũng được ướp giống như gà luôn. Chấm đậm tương nha. Cái sốt ngon quá. Đây là hành tây. Xuất sắc. Bây giờ mình sẽ thử con tôm nha. Con tôm này rất là bự luôn mọi người. Tôm tươi. Được áo ở bên ngoài một cái lớp giống như là muối gì đó mọi người. Nó hơi mặn mặn một xíu.
hơi cay cay nha, cay cay nhẹ. Đây là con tôm, chấm vô đây thử ha. Ngon quá. Cái con tôm ở đây á mọi người, người ta rất là tâm lý luôn, người ta lột hết cái phần vỏ ngay đây rồi nè, rồi mới quét cái sốt lên, cho nên là cái sốt nó thấm đẫm vô cái thịt tôm ở bên trong này, ăn rất là ngon luôn. Thay vì là nếu như mà nướng mà có cái vỏ ở ngoài đúng không, thì nó sẽ không thấm vào bên trong được. Rất là xuất sắc. Nhớ nha mọi người, quán Sa Tây số 7 và số 8. Mọi người bước vô thấy quán nào đông ơi là đông là hai cái quán đó đó. Order mình chờ thì chưa tới 30 phút, cỡ 20 phút là có ha. Bây giờ mình sẽ ăn hết cái phần này với bạn mình, nếu như còn đói thì tụi mình sẽ order thêm. Hello mọi người, tụi mình đã ăn xong tất cả các món. Lau Ba Sát là một trong những cái food court mà mình nghĩ mọi người có thể ghé qua khi mà đến Singapore ha. Đồ ăn rất là đa dạng, sạch sẽ, vệ sinh và món ăn cũng rất là ngon nữa. Bây giờ thì tụi mình sẽ về nhà xách đồ đi giặt, sau đó là sẽ đi ăn cháo ếch. Một lát mình sẽ dắt mọi người theo ha. Hello mọi người, bây giờ đang là 11 giờ, à không, 10 giờ tối và mình đang đi giặt đồ ở Singapore. Hiện tại thì mình đang có mặt ở khu Orchard và sẽ đến cái hiệu tên là Ozone Wash and Dry để giặt đồ. Ở đây thì người ta có để bảng giá ở bên ngoài luôn để mình review sơ cho mọi người ha. Ở đây nếu như mọi người giặt á thì giặt bình thường nè thì thời gian sẽ là 39 phút. Nó sẽ tự động có cái dầu, có cái gì, có bột giặt cho mình luôn. Thì nếu như mà 11kg thì 8 đô, 16kg thì 10 đô, 20kg thì 12 đô. Cứ như vậy mà tính tới ha. Rồi nó sẽ có thêm các cái loại giặt khác, ví dụ như là giặt thường và có thêm nước, kêu là cái gì, nước xả, thì giá sẽ hơn 1 đô. Rồi nếu như mà giặt với ozone là có cái tẩy vi trùng á, thì nó sẽ là 10 đô, 9 đô, 12 đô, 11 đô, tùy theo cái lựa chọn của mọi người. Ví dụ như là có bột giặt và có ozone thì 9 đô thôi. Rồi có bột giặt, có ozone, có nước xả vải thì là 10 đô. Đó, còn giặt những thứ nặng thì giá nó sẽ cao hơn. Giặt hai lần thì giá cũng cao hơn, kiểu như vậy ha. Còn đây là sấy ha, sấy thì ít nhất sẽ là 5 đô. Thì có sấy ở nhiệt độ thấp 60 độ C, sấy ở nhiệt độ vừa 70, sấy nhiệt độ cao 83 độ C. Thì tùy vào quần áo của mọi người thì mọi người sẽ chọn cái loại giặt sấy ha. Hôm nay thì tụi mình đã chọn cái hình thức giặt số 4, là vừa có bột giặt nè, vừa có tẩy vải, ủa không phải, vừa có xả vải, vừa có ozone, cho 11kg quần áo là 10 đô. Rồi, vậy thì cách giặt là như thế nào? Ở trong này nó sẽ có cái máy hướng dẫn cho mọi người. Các cái bước nó sẽ ở đây ha, đầu tiên là bỏ quần áo vô, chọn cái chương trình, bỏ cái coil vào và cuối cùng là sẽ nhấn giặt. Thì nếu như mọi người có tiền mặt á, à không, không phải là có tiền mặt mà là phải đem tiền mặt tới đây, sau đó đổi thành những cái xu, thì lúc đó mình mới có thể bỏ vô cái máy được. Thì có cái máy đổi xu, đổi từ tiền mặt qua xu ở đây. Mọi người bỏ tiền mặt vô đây thì sẽ lấy xu ở phía dưới này, sau đó thì qua bên cái máy. Rồi cái kinh nghiệm mà lúc nãy mình vừa rút ra được là mình phải follow tất cả các step ở trên này thì nó mới có thể giặt được. Lúc nãy thì tụi mình giặt ở cái máy này nè, khi mà tụi mình bỏ quần áo vô rồi, đáng ra là phải tới cái bước đóng cái cửa của cái máy lại, rồi chọn chương trình, sau đó bỏ coil vô. Nhưng mà mình đã làm sai, đó là mình bỏ quần áo vô, sau đó mình đi bỏ coil. Và vấn đề ở đây là mình không có gặt được cái cửa này, cho nên thành ra là nó nuốt toàn bộ 10 cái coil của mình ở trong này luôn. Và tụi mình đã phải move qua cái máy bên này để giặt. Đó, thì tình huống đó coi như là tụi mình mất 10 đô rồi đúng không? Nhưng không, mình đã cố gắng gọi anh chủ. Ở đây có cái hotline nha mọi người, khi mà mọi người gặp vấn đề thì cố gắng gọi cái số này, anh chủ sẽ xuất hiện và hỗ trợ. Lúc nãy thì ảnh qua, mình nói với ảnh cái tình hình như thế nào thì ảnh mở cái ngăn này ra, ảnh trả lại cho mình 10 xu đó. Và 10 cái xu đó thì mình sẽ để dành để lát nữa qua tới bên máy sấy thì mình sẽ bỏ vô. Rồi trong tình huống nếu như mà mình không xài hết 10 cái xu đó thì mình sẽ tiếp tục có thể gọi ảnh để lấy lại refund từ những cái coin, hoặc là đi qua các cái shop ở đằng này kiếm ổng ở đằng đó để lấy lại cái coin hen. Rồi bây giờ mình sẽ ngồi đây chờ để giặt xong rồi sấy.
Chắc là tốn cỡ 1 tiếng đồng hồ á. Cái xô cháo ếch đã coi như banh chạch. Các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe cho kênh của mình để đón xem những video mới mỗi tuần nha. Và cũng đừng quên follow mình trên Instagram để cập nhật những hình ảnh và video nhanh nhất từ những chuyến đi sắp tới của mình. Để không bỏ lỡ các nội dung thú vị khác trên kênh, các bạn có thể click vào video và playlist đang được gợi ý bên dưới để tiếp tục theo dõi nha.